Chào các bạn đến với kênh của mình nha. Giờ mình tới chỗ cầu rồi nha các bạn. Mình đậu, mình thả trôi, mình gắp lưới mới gắn đèn rồi vô các bạn ơi. Có một chiếc đó cũng cào cái cơm giống mình, nó mới chạy ngang á các bạn. Trời giấc này chiều rồi các bạn ơi. Trời bữa nay cũng rất là êm ha. Đây nãy mình dòm trong máy thấy có dấu á các bạn, dấu nó nhóc hết trơn. Hình ra mình thả trôi bớt ra lại đang đợi vừa sụp tối rồi trong đèn lên đây cá nó có lên được nên mình đuổi ha. Trời này cũng êm các bạn ơi. Chào các bạn, giờ tối rồi, mình mới xuống cầu các bạn. Cái bự nhảy cũng đỡ đỡ các bạn ơi. Cá bự rồi mà bạn, cá 46 lộ nhiều ha. Mực đó các bạn, mời mình dòm vòng vòng thấy cá nhảy nhóc chờ ha. Chạy vòng vòng mấy cái con mực này cá nhóc chờ các bạn, trong đèn quá sáng luôn các bạn ơi, sáng cực kỳ sáng luôn, giữ dần cái dàn đèn này chứ. Đêm giờ không thấy rõ không hết các bạn.
giờ mình lên cào được nhiêu cá đây các bạn. Để hồi nữa mình chốt xem cho các bạn coi là được bao nhiêu cá ha. Mấy kết ha. Thì cá ngàn chỉ dốc chân luôn các bạn. Giờ lụm cái ngàn chỉ ăn sáng mình làm khô với các bạn. Khách thảy kết thảy gỗ rồi đừng có khách. Quá trời cái ngàn chỉ luôn các bạn ơi. Cái ngàn chỉ nào mấy bự bự không. Thì mình đi ngay vậy các bạn nè. Cái ngàn chỉ bự rồi các bạn. Tươi xanh luôn á. Hai kết này nha các bạn. Con này con sứa đấy các bạn. Sứa biển ha. Cá canh sương cũng nhóc cho luôn các bạn. Con mực này mực ống các bạn ơi. Ống quá trời ngon luôn các bạn. Bự á. Bự và tươi nữa. Quá đã. Mình thả các bạn, cá nhỏ thả lại cá bự bắt ha, cá bự ra mấy cái thịt. Hôm ngày mình về nhà mình nghỉ mệt đấy các bạn, mình không có quay cho các bạn xem được ha. Được nhiều cái ăn chỉ đây các bạn. Chỉ dính được mới cái canh xương này các bạn. Cá canh xương nè. Con nào con lấy nó bự rồi nè. Còn sống luôn các bạn. Bự rồi này các bạn. Để mình coi được nhiêu cá đó các bạn. 2, 4, 6 kết, 7 kết các bạn ơi. Mình lên giả này 7 kết cũng êm mà ha. Cũng có lý rồi. Được mớ cá với mực rồi. Quá đã các bạn ơi.
rồi clip tới đây anh chở các bạn nghe, để sáng đó mình vô mình quay với các bạn xem cái doanh thu một đêm của mấy anh em mình được nhiêu hết các bạn. Rồi các bạn đừng về mà hình nha, mình sẽ quay lại ngay ha. Rồi chào tất cả các bạn nha, sáng này là 5 giờ mấy, gần 6 giờ sáng rồi, giờ mấy anh em mới rút cờ chạy vô hết các bạn. Hôm nay nói chung rồi cũng ít các bạn ơi, đây được có 30 kết à. Giờ mấy anh em đang tập trung chạy vô ha. Bữa nay chạy ngoài này nước nó trong á anh ơi, cạo nó ít đống bọn các bạn, nó sạch ha. Vô nay mình giật cạo nó nhẹ. Đây cạo chạy ngoài này cạo giật bon luôn các bạn. Cạo trắng tư luôn, ít đống cái bọn đen á. Đây được 30 kết rồi, mình lại giả cá cho các bạn xem á. Đây được thùng này 25 kết á, cái này cũng hơi ít á. Cái này đi mấy đêm đi không đi về cá đó, chỗ ngoài cũng ít hết. Đây 5 kết nữa các bạn, là 30 kết ha, cá bự á. Đó, chiếc chạy vô đang chạy trước đó các bạn. Này trời mới sáng rồi giờ thấy chưa rõ không các bạn ơi. Rồi video tới đây anh chở các bạn nghe, các bạn quên nhớ đăng ký theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Rồi chào các bạn.